Cả nhà thân mến, giờ này là mấy giờ ta? 7 giờ rưỡi tối cả nhà biết không? Hayley mới vừa tắm xong vội vã phải đi cho kịp giờ, tại tiệm đóng cửa trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Hayley đi vội là vì ngày mai Hayley có hẹn lên Los Angeles để chích thuốc COVID đó. Rồi sau đó Hayley có hẹn làm ngựa đi làm tóc. Mà cái tiệm làm tóc này á, là của anh Andy Thái rồi đó. Anh Andy Thái là bạn thân của chị Thúy Nga. Hayley thì rất là thần tượng chị Thúy Nga, và nhất là cô con gái, trời ơi, người cát. Cho nên ngày mai Hayley cũng đi uống tóc giống mày mấy luôn. Nó tại cái mái tóc đó Hayley ham từ lâu rồi nhưng mà chưa có cơ hội uống. Người tự nhiên cái giờ thấy em bé người cát uống dễ thương quá. Dĩ nhiên là Hayley uống không có bằng dễ thương bằng em rồi, nhưng mà tại thích thì giờ mai lại đang uống. Rồi Hayley vội vã tại vì Hayley muốn mua một ít xíu quà nhỏ nhỏ để tặng em ấy cho vui vậy mà, chứ không có gì to lớn chứ. Cả nhà theo dõi Hayley đi đến tiệm của người Nhật nha, để mua đồ. Tại vì thường thường những cái món đồ của người Nhật thì lúc nào cũng dễ thương hết đó, cả nhà hiểu không? Vậy má. Rồi, trong đây mở nhạc rồi, Hayley không có được quay đâu. Để coi Hayley sẽ mua gì cho bé Nguyệt Cát nha. Hayley sẽ mua mấy cái vớ này rất là dễ thương luôn. Nhìn giá tiền rồi cả nhà ơi, 5 đồng một đôi á. Đó, 5 đồng một đôi. Ok. Nick muốn chụp hình. Yeah. Yeah. Go ahead. Yeah. Bự quá cả nhà ơi, con nó bự ghê. Oh, nè, hồi nãy Hayley chụp là cái con này nó bự. Oh my god, Hayley thần tượng anh này lắm nè. Oh, no, there's two more, babe. They're over here. Những cái đố này cũng rất không à. Hey, over here is a little... Hắc nhỏ. Nguyên một giỏ này chắc cũng cả trăm đô đó cả nhà. Trăm nha. Không thấy hả? Oh, it's 101.32. It's only 111.45. 111.45. 111.45? Yeah. Trời, tưởng nó vô đây mua cái vài món à. Một hồi ra 111 đồng 45 sen nha nhà ơi. Bây giờ mua gì cũng mắc quá. Đây là cái bánh rất ngon nha cả nhà. Cái bánh này hả, nó mềm. Cái bánh này hả, nó mềm lắm. Nó mềm lắm nha nhà. Cắn nha con. Nó mềm như là đít em bé vậy. Chick, gọi là chicoli á. Ngon lắm. Để nó chút cắt. Con, bà này bắt khoái ngọt. Nè, đây là chỉ có cái hai vợ chồng nè, mua một đống đồ luôn. Hết nè, là hết mẹ trăm mấy rồi. Mình chúc cho cả nhà xem là gì nha. Rồi. Mời cả nhà cùng ăn nha. Mẹ thấy gì đang làm phở ra thấy gì luôn. そして強い。
bún ngon. Đi có 1 tiếng tới máy rồi sợ gần 200. Are you recording? Mm-hmm. Oh man, it's not playing the music so loud. Thấy lên tới cái chú này nè, là người Việt Nam. Thấy cái tiệm chú bán đắt thì là đắt lắm. Thấy lên chồng thấy lên vui lắm ăn. Tại vì đắt lắm. Mà chú không có dập tiệm đâu. Chồng với thấy lì ngon. Ăn chỗ nào mà ngon á lúc nào cũng sợ. Sợ người ta dẹp tiệm. Lúc nào cũng lo lắng. Ăn nó thiêu rồi, mới mi cho nè. Nè con. Con cái thấy khoái ăn này. Ngậu ha. Mình có con rồi, cái ra đường á, mình gặp cái gì cũng mua đem gì cho con, này cho con, này cho con. Hayley cảm giác được là Hayley thương con của Hayley hơn là mẹ của Hayley thương con cái. Tại vì nếu như con Hayley mà đổi gì mẹ Hayley cũng nói là không được, cái này không được, cái kia không được nữa. Còn Hayley hả? Chiều lắm, chiều lắm. Con Hayley đổi gì Hayley cũng cho. Cái gì cũng phải mua cho con hết gì hết. Cái này không có xe nào, hết là nó không được. Không giống như người ta mà nói không được, không được, không được. Ai nói hay lì là tập cho con hay lì hư, hay lì chịu. Tại vì hay lì cái cảm giác từ nhỏ tới lớn á, ba hay lì chịu, hay lì quen rồi. Giờ con hay lì cũng phải chịu. Hồi nhỏ tới lớn giờ hay lì đợi gì cũng được chứ. Trời anh ơi, em ăn có hết nguyên bánh luôn rồi anh. Còn sao ăn phở ở đây? Có ăn không gì kiểu hay không? Có ăn. Hay là bánh măng lan, mới mày cho con bánh măng lan. Anh ơi, cái bánh măng lan thì dưới kiện nó ăn nè anh. Nó nằm đây nó đợi cái bánh măng lan. Mà cái ép hộp thì nó không ăn. Đồ ăn thì cả nhà đã thấy rồi đúng không? Còn cái tin nhật hồi nãy. Dinosaur. Cái con này là Hayley mua cho Lexi nè. Cái này là 20 đô. Còn 20 đô.
Nhưng cái receipt này nó dài này cả nhà. Nó dài đúng không? Này bây giờ Hayley sẽ ăn phở của mẹ Hayley nấu nè. Có rau đầy đủ nè ha, rau gì giá, khế, ngò ôm, gom gom mùi ngò gai. Và đây là multi. Và đây là những cái hồi nãy mua nè cả nhà. Một đống luôn, dớ có, kẹo có, đồ chơi có. Một đống luôn hết chưa? Quá trời luôn. Tràn đầy tràn đầy. Kẹp tóc có luôn. Rất là nhiều luôn á nha cả nhà. Nó hết đây là 111.45 đấy. Toàn là kẹo ngon không á, bánh ngon không á. Còn rớt ở dưới bên kia nữa nhưng mà chưa lụm lên. Ok, để Hayley. Hayley cái nào cho bé Nguyệt Cát, con của nữ danh hài chị Thúy Nga nha. Cái này là cho con của chị Thúy Nga nè. Cái bánh này cũng của Nguyệt Cát luôn. Cái này của em. Cái này của con của chị Thúy Nga luôn. Cái này bé Nguyệt Cát nè. Một đôi. Hayley cũng có một đôi. Cái này cho bé Nguyệt Cát. Thì Hayley cũng có một đôi này luôn. Những cái đôi hồi nãy là Hayley đưa là chỉ có 2 đồng một đôi thôi nha cả nhà. Còn cái này mới là mắc nè, cái này là 5 đồng một đôi nè. Cái này là cho con của chị Thúy Nga nè. Kimono màu đỏ nè. Nó ngoài sau cái chữ dễ thương ha. Cái này của Hayley. Năm đồng một đôi. Này cũng có Hayley nè. Này của con chị Thúy Nga nè. Này của Hayley. Thúy Nga con. Cái này cho con gì hết. Chị Thúy Nga con này cho Hayley nè. Cái này cho Hayley nè. Cái này cho Hayley nè. Cái này cho con chị Thúy Nga nè. Cái này của Hayley nè. Cái này của Hayley. Cái này cũng của bé luôn. Cái này của chồng Hayley. Cái này của Hayley. Cái này của chồng Hayley. Cái này của chồng Hayley. Cái này của chồng Hayley. Cái này của Hayley. Cái này của con Hayley. Và cái này của bé. Mày chết. Rồi review food đã xong. Cái này của Hayley.